Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Anh chào hai em. Dạ. Anh xem chương trình này anh ghiền, anh thích lắm. Coi phỏng vấn con anh nữa. Thằng con anh hỏi nó ăn tôm rim ngon không? Dương Ngọc Thái. anh Sơn ơi, một ngày của anh á, nếu như anh không đi diễn, anh không đi làm giám khảo, nói chung anh không tham gia nghệ thuật, thì một ngày anh sẽ làm gì? Tập thể hình, tập qua bóng bàn, có máy bắn bóng mà bật bóng với tốc độ tối đa mạnh nhất và liên tục mắt liên tục hoạt động, và sau đó là phòng tập gym, tập tạ, tập cho mình mix nhạc và làm thêm cái phòng thu, rồi mix nhạc, thu băng, sửa phòng thu, lau phòng thu, làm đủ thứ chứ, mà mình tìm việc làm nó vui, làm trong vui. Dạ. Và đặc biệt là cái điều hạnh phúc mà không cần phải nói ra, đó là mẹ, là điều hạnh phúc lớn nhất đời, là mẹ giữ cho mẹ được cái sức khỏe. Cho con hỏi là bác năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bác? Tôi thì năm nay là 77 tuổi. Mà coi như ba thì tới chín mấy tuổi cũng qua đời, mẹ thì khỏe. Anh Ngọc Sơn bây giờ là một người quá nổi tiếng rồi. Vậy thì con rất muốn biết hồi nhỏ ảnh sao bác? Tôi thì Hải Phòng, còn dạ. Ba của Ngọc Sơn ở Đà Nẵng đi tập kết ở đó. Dạ. Rồi sau đó là tôi dạy học ở Đồ Sơn. Dạ. Thì khi dạy học ở Đồ Sơn á, thì mới đẻ ra Ngọc Sơn, mới đặt tên là Ngọc Sơn. Dạ. Khi mà cháu nhỏ đi học á, thì nói chung là nó là coi như là cháu có cái tài năng về cái nghệ thuật. Dạ. Cầm cái đờn cổ nhạc, rồi đờn á, tân nhạc, hát cho mẹ nghe là rất là hay. Lúc đó còn đang đi học phổ thông cấp 2, cấp 3 đó. Đi ra hát show đám cưới suốt ngày mà. Nhưng mà cấp 2 là anh đã đi hát đám cưới em luôn. Em ơi, Dũng Dư, anh nói thật, anh rất mê đá gà. Anh nhìn nó gà mà nó luyện. Anh luyện cái đá gà là con gà có đá là hồi nhỏ nó trút cửa, biết không? Nó mài với con gà mà chuyên môn cho đá đó. Nó phải được luyện võ nghệ, vỗ lông sao lông đùi, nó phun rượu cho cổ, nó luyện cho anh đó. Trước khi anh vào viện nghiên cứu âm nhạc, khi lên là anh đã luyện từ nhỏ rồi, đam mê rồi. Âm nhạc và gãy đờn hồi nhỏ là siêu rồi. Đến khi anh lên trên này là có năng khiếu nó bộc lộ, khi lên trường học thực sân khấu á, là ước mơ mình thực sự lên đây là cái bàn đạp để mà qua nhịp nhạc. Ai già hơn trời, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. May mắn có viện nghiên cứu âm nhạc Việt Nam thì nhảy qua thẳng luôn. Thi tắt qua năm thứ ba, không nói thật là tắt thẳng. Mà lớp này khó quá cho nên qua lớp 1 giải tán luôn. Viện nghiên cứu âm nhạc Việt Nam á, mọi người cứ tưởng đâu là ủa sao xuất hiện cái ông nào hát hay như vậy. Đó là một sự rèn luyện không ngừng từ tấm bé rồi lên, không thầy đổ mày làm nên, chứ không phải khơi và được đại gia đình yêu mến gì. Đó, và bác ơi, anh Sơn thì ảnh bận việc ở bên ngoài rất là nhiều. Anh Sơn và bác, hai mẹ con có thường xuyên ngồi nói chuyện với nhau hay là ăn cơm chung với nhau bác? Có, tức là coi như Ngọc Sơn mà lúc bận này thôi. Dạ. Còn hơi rảnh một tí là nấu cơm cho mẹ ăn, làm bao nhiêu tiền để đưa mẹ. Bây giờ là bác vẫn đứng tên nhà cửa và vẫn giữ tiền. Nói cuộc đời con là chỉ có mẹ thôi, mẹ vui nữa con mừng. Nhưng mà bây giờ con lo nhất là sức khỏe của mẹ. Hôm nay nói thật trên sóng luôn, là mình sao mình hay khóc vậy ta. Mẹ cũng vậy, mà hồi nhỏ con phải đau quá, giờ con đưa con, mẹ khóc bù lú bù loa. Để đàn con cũng y chang vậy. Nhưng mà anh biết là nếu như anh muốn bác á khỏe hơn nữa, thêm thật nhiều năng lượng nữa, thì phải có con dâu. Ai chịu cưới anh? Ai? Ai? Ngọc Lan, bây giờ em nghĩ sao về cái câu hỏi của anh Sơn? Ai chịu cưới anh? Đâu muốn cưới ai là cưới. Thành đạt nhiều quá như vậy thì rất là khó lập gia đình, là bởi vì người ta sẽ ngại lắm, người ta cảm thấy là người ta không xứng đáng với những cái gì mà anh Sơn đang có. Cái người yêu trong mộng của anh và người vợ trong mộng của anh là không có chuẩn mực nào mà anh đặt ra hết. Anh chỉ nói là tiếng gọi của trái tim. Bất kể người đó là ai, người đó làm địa vị gì trong xã hội, anh rất là trân trọng, rất đáng trân trọng. Và anh yêu, nhưng mà anh chờ đợi duyên số, duyên trời. Chứ em kêu anh cưới vợ đi, trời ơi, ai cưới tôi? Ai cưới tôi, giơ tay lên giùm tôi coi. Anh biết sao, tại vì cái tình cảm cũng như là cái lòng hiếu thảo của anh dành cho cha mẹ anh nó quá lớn đi. Cho nên những cái người phụ nữ nhiều khi họ thích anh nhưng mà họ sợ là cái sự hiếu thảo của họ dành cho cha mẹ chồng, cụ thể là dành cho ba mẹ, không bằng được như anh. Cho nên họ cũng bị ngại. Sau chương trình này nữa là nhiều người lại biết nhiều nữa. Đúng rồi, ngại hơn nữa. Bởi vì anh ế luôn, bởi vì khổ ghê gì đó. Bác cũng đừng lo, con nghĩ là mỗi một người sinh ra trên thế giới này họ đều mang một cái sứ mệnh. Ví dụ như anh ba Ngọc Sơn thì mang một cái sứ mệnh là mang cái lời ca tiếng hát của mình Cống hiến cho khán giả. Và cái sự hiếu thảo của mình là dành cho cha mẹ. Như vậy là đối với ảnh đó là hạnh phúc rồi. Câu này hay ạ. Rồi đến một ngày nào đó cũng sẽ có một người thay cho bác lo lắng cho anh Sơn thôi. Đó ạ.
trong lúc anh Ngọc Sơn và Ngọc Lan vào bếp thì Quốc Thuận tranh thủ ngồi kế bác Loan để mà có thể là hai bác cháu tâm sự với nhau. Bây giờ trước tiên là con muốn hỏi là bác với bác trai đó là cưới nhau là lúc đó là năm mấy bác ạ? Năm 1966. Bác có bốn người con. Chị Hiền á, thì ở bên Mỹ, thì Ngọc Hải thì bây giờ là ở ngoài Bà Rịa. Anh Hà thì bây giờ hiện tại là sinh sống ở đâu bác? Thì ở quận 5. Hai vợ chồng quận 5 cũng buôn bán, cũng thỉnh thoảng đi hát. Trong tất cả các anh em, cái tính của anh chị nào là giống bác? Thấy là Ngọc Sơn. Yeah. Từ ăn uống sinh hoạt hay là hoặc nói năng hay tiếp cái đó là giống Ngọc Sơn hơn. Như là anh chị Hiền thì ở Mỹ rồi không nói, thì ba anh em Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Ngọc Hà có thường xuyên về nhà đầy đủ không bác? Có, thỉnh thoảng này về rồi tụ tập anh em này ăn uống này vui chơi này tâm sự. Ba anh em nói chung là có hay giận hờn không bác? Nhưng mà có mỗi người tính cách. Hải thì trầm tĩnh lắm. Anh Hải? Anh Hải thì trầm tĩnh, chắc chắn lắm. Ngọc Hà thì mới hiền lắm. Hà thì không biết nói. Nhưng mà ba đứa con thì quá giỏi. Đó. Thật tuyệt vời bác ơi. Con nói bây giờ là bác chỉ là sống an vui. Bây giờ chị không có chỉ lo cho Ngọc Sơn thôi. Phải có đứa con. Ai cũng thế. Chị Hiền ở Mỹ cũng vậy. Mẹ ơi, mẹ làm sao Ngọc Sơn có người con đi. Bây giờ tao làm sao được bây giờ. Thế Ngọc Hải cũng nói, rồi Ngọc Hà cũng ai cũng nói. Cho nên là bác thấy thế thì bác cũng thương lắm. Nhưng mà biết nói sao giờ? Biết nói sao? Vợ chồng là duyên nợ, vợ chồng là duyên số, đúng không bác? Một danh ca kiếm tiền rất nhiều, nhưng mà trong túi không có tiền. Có bao nhiêu tiền về đưa cho mẹ? Bác không có một cái thú vui gì ngoài cái thương con. Không có cái gì hết á. Chỉ biết là giữ tiền là mua nhà. Dạ, dùng dán cho con mình. Thế đó thôi đó. Ngọc Sơn là làm rất là cực nha. Nghề này cũng rất là cực á. Cũng làm suốt ngày suốt đêm nữa. Bác thấy thật sự là hôm nào cũng thu băng. Rồi tự cái gì chạy về sáng tới lên cái đó đó. Là đến 4-5 giờ sáng. Vậy hả bác? Tự vì đi qua phòng bác mới đến phòng Ngọc Sơn. Thì hơi một cái là bác biết rồi. Thì nói chung là mỗi một bài sáng tác á, thường thường Ngọc Sơn hát cho bác với bác trai nghe để góp ý đó, bạn nhận xét à. Hồi trước á, là những cái bài mình về cha đó. Dạ. Là còn chưa có nhiều thì bác nói là Ngọc Sơn ơi, con á, có những bài về mẹ thì con sẽ sáng tác, nghĩ ra mình sáng tác cái bài về cha. Dạ. Đó thì Ngọc Sơn đó là thức khắc á, là vài ngày sau sẽ sáng tác những bài về cha. Dạ. Đó. Rồi thí dụ như là bác nói là ủa nhà mình coi như là gia đình tốt, yêu dân tộc Việt Nam, mà bây giờ con nghĩ ra để con sáng tác đất nước Việt Nam cho con. Là có bài yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, đúng rồi. Yêu anh yêu chị đó. Đó là có bài hát đó liền. Có liền. Hay quá quý vị ơi, nhờ có bác Loan chia sẻ điều đó mà Quốc Thuận cũng được biết thêm sở dĩ mà ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Sơn lại cho ra đời những tác phẩm hay như vậy là do sự gợi ý của người phụ nữ này đây. Bác còn nói đó, hồi xưa Ngọc Sơn mới đi hát á, thì thí dụ như là bác đi coi á, là không có như người ta là bị đứng sau hay làm gì, nhưng mà bác sẽ ngồi gần giữa đó, theo dõi từng tí một. Bác nghe tay này, bác nhìn đây xem khán giả phản ánh cái gì. Về nói cho con. Hay quá. Mẹ vừa là quản lý, mẹ vừa là khán giả, và mẹ cũng vừa là người cố vấn cho anh Ngọc Sơn. Những khi mà anh Sơn anh vắng nhà thì ở trong nhà mình là có mình bác không? Thì có bác chứ có ai. Thì bác cứ ngủ thế nó quen rồi. Hồi trước đó thì còn bác trai. Ví dụ nhà không có anh Sơn thì còn bác trai thủ thỉ. Nhưng mà từ lúc bác trai mất rồi thì ở nhà có một mình bác. Nói như vậy á, thì những lúc đó thì thường là bác nghĩ về điều gì? Nó buồn buồn đấy. Thì cũng thương nhớ ông, thì ông ấy cũng hiền lành lắm. Và thương bác. Anh Sơn có bao giờ yêu không bác? Bác không thấy, bác cứ chả thấy gì. Bác cứ thấy sáng tác nhạc với lại hát với lại đờn với lại gì thôi. Không có người yêu luôn. Ông cứ nói là con đi tu nên là hiến xác đấy. Sơn nó cứ giải thích cho bác, nhưng mà bác cũng buồn lắm.
bắt buộc. Tại sao bắt buộc? Thấy tội nghiệp quá. Không vợ, không con, rồi cha mẹ thì mất rồi. Rồi thân xác thì vậy cũng buồn. Mà khóc hoài, nghĩ buồn lắm. Bây giờ bà cũng khóc hoài là vậy. Vợ con thì không có. Và sau này già đi rồi đi yên xác. Thật ra là cháu gọi cái điều đó là nghĩa cử, đó là cống hiến. Thì Ngọc Sơn làm điều đó là rất tốt, biết là như vậy nhưng mà vẫn thương con, thương con lắm. Khi bác qua đời rồi mà như vậy là Ngọc Sơn già đi thì lúc nào nó cũng không biết là ai chăm sóc đó, con nghĩ vậy đó. Không biết lúc đó có ai chăm sóc không. Đó là một cái điều mà tất cả những người mẹ trên thế gian này đều lo cho các con của mình. Nhưng ở đây á, bác cũng không nên lo quá. Là bởi vì bác phải thấy rằng là những gì mà anh Sơn cho đi thì anh Sơn cũng đã nhận được rất nhiều. Thật ra anh ba chưa có cái gia đình nhỏ của mình, nhưng anh ba có được cả một cái đại gia đình ở khắp nơi. Bác lo là hoàn toàn đúng. Thế nhưng nhiều khi duyên số nữa bác, duyên nợ chưa đến. Đó.